xin hân hạnh giới thiệu đến quý khán thính giả quyển sách Ung thư, tin đồn và sự thật do Ruy Băng Tím thực hiện, nhà xuất bản Dân Trí. Tin đồn số 9: thức ăn được nấu bằng lò vi ba gây ung thư. Tin đồn này cho rằng lò vi ba sử dụng phóng xạ để làm nóng thức ăn. Việc này làm nhiễm xạ thức ăn. Bên cạnh đó, lò vi ba còn sinh ra nhiều gốc tự do. Vì phóng xạ và các gốc tự do là hai nguồn gây ung thư phổ biến, nên ăn thức ăn nấu bằng lò vi ba sẽ làm tăng nguy cơ bị ung thư. Việc sử dụng lò vi ba vì vậy cũng làm tăng nguy cơ ung thư cho người sử dụng. Thực tế thì lò vi ba không dùng phóng xạ. Tác giả tin đồn này đã nhầm lẫn giữa tính phóng xạ radioactivity và bức xạ radiation, hay chính xác hơn là bức xạ tần số radio, radio frequency radiation. Sự khác biệt lớn của hai loại tia này nằm ở năng lượng mà chúng thường mang theo. Đây cũng chính là lý do gây ra sự nhầm lẫn tai hại. Phóng xạ là tia phóng ra từ hạt nhân của nguyên tử nào đó khi nó bị phá vỡ. Không phải hạt nhân nguyên tử nào bị phá vỡ cũng sinh ra phóng xạ. Nhưng một khi sinh ra, những tia này đều mang năng lượng rất cao. Loại sóng mà lò vi ba sử dụng là sóng điện từ ngắn, hay còn gọi là vi ba. Loại sóng này nằm trong vùng tần số sóng radio và mang năng lượng rất yếu. Sóng có năng lượng càng cao thì càng có khả năng phá hoại DNA trong tế bào. Trong khi các tia phóng xạ thường dư năng lượng để phá hoại DNA trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua việc sản sinh các gốc tự do, thì vi ba không thể làm được việc đó mà hầu như chỉ làm rung lắc nước và chất béo, từ đó sinh nhiệt. Cũng vì vậy nên thực phẩm có nhiều nước hoặc dầu mỡ sẽ dễ nóng hơn các thực phẩm khác. Khả năng phá hoại DNA có liên quan trực tiếp tới khả năng gây ung thư. DNA là bộ dữ liệu để lập trình hoạt động của tế bào. Khi DNA bị phá hoại, tế bào có thể sửa chữa được một phần, nhưng luôn có một xác suất sửa chữa không thành công. Nếu chẳng may phần không sửa chữa được nằm ở phần quan trọng để duy trì hoạt động bình thường, thì tế bào sẽ bắt đầu hoạt động bất thường. Và đó là điều kiện tiên quyết để hình thành ung thư. Do không thể ảnh hưởng lên DNA, vi ba không được xếp vào nhóm nguyên nhân gây ung thư, theo kết luận của tất cả các tổ chức khoa học và y tế trên thế giới. Thực phẩm nấu bằng lò vi ba theo đó cũng không thể nhiễm xạ, vì vi ba không phải phóng xạ. Do đó về độ an toàn, về yếu tố gây ung thư cũng không khác thực phẩm nấu bằng các phương pháp khác. Sự thật, thực phẩm được nấu bằng lò vi ba không gây ung thư. Một chất sẽ biến thành một gốc tự do khi một hoặc một vài liên kết giữa các thành phần của nó, còn gọi là nguyên tử, bị đứt. Các gốc tự do này trở nên cực kỳ thèm khát liên kết mới, do đó chúng rất dễ giành liên kết với các nhóm nguyên tử của một chất khác, từ đó phá vỡ liên kết cũng như cấu trúc của chất đó. Vì thèm khát nên các gốc tự do có thể phản ứng với hầu như bất kỳ chất nào, do đó chúng rất nguy hiểm với sinh vật sống. Vì các cấu trúc hữu cơ thường là mục tiêu ưa thích của các gốc tự do, từ đó trực tiếp gây hại lên sinh vật. Sự đứt gãy liên kết để tạo thành gốc tự do khác với sự đứt gãy tạo thành ion dương và âm ở chỗ, sau khi đứt liên kết, không có sự giành lấy electron hoàn toàn tạo ra ion âm, hay sự mất electron hoàn toàn tạo ra ion dương. Sự đứt gãy tạo thành ion thường ít gây hại cho sinh vật, vì ion hình thành thường thỏa mãn với tình trạng của nó, trong khi gốc tự do thì không, và luôn tìm cách giải tỏa bằng phản ứng với các chất khác khi tiếp xúc. Với đặc tính như vậy, gốc tự do có khả năng gây ra những biến đổi đối với tế bào, từ đó dẫn đến ung thư. Thạc sĩ Nguyễn Cao Luân. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe sách nói Ruy Băng Tím, ung thư, tin đồn và sự thật. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, an khang. Xin chào và hẹn gặp lại.